Dạ, Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị yêu Hoa Lan. Thì hôm nay ở clip bán hàng ngày hôm nay thì Hoa Lan Quang Minh xin giới thiệu với các cô chú anh chị mình một cái mặt hoa. Một cái mặt hoa thủy tiên nha các cô chú anh chị. Thủy tiên trắng, nguồn cây là từ Thái Lan về. Cây là từ Thái Lan về, hoa chuẩn như hình. Kiều trắng, thủy tiên trắng đều là một nha các cô chú anh chị. Kiều trắng, thủy tiên trắng. Thì cái dòng kiều trắng này thì cho hoa vào mùa xuân. Thì mùa xuân thì cái này đúng ra thì ở những cái vùng mà nhiệt độ thấp á thì mình kích nó sẽ nhẹ. Còn đối với những cái khu vực mà nóng á thì mình phải kích hoa bằng cách là tiêm kỳ di các cô chú anh chị. Tiêm kỳ di thì cái kiều này á thì những cái thân già á, mình sẽ chích vô cái thân già bằng kỳ di ha, rồi sẽ cho hoa rất là đẹp nha các cô chú anh chị. Thì cái này là 4 tuần là từ ngày mà chích cho tới nở là 4 tuần là hoa sẽ nở. 4 tuần là hoa sẽ nở. Kiều trắng hay còn gọi là thủy tiên trắng nha các cô chú anh chị. Đây là trắng tinh khôi luôn. Nó chỉ có cái mũi màu vàng vậy thôi. Hai cái má thì phớt hồng nhẹ, phớt vàng nhẹ nhẹ thôi. Mà nhìn kỹ rồi mới thấy, chứ còn mới nhìn vô là chúng ta cũng không thấy được cái hai cái má nó hơi bằng vàng đâu. Thì ở clip bán hàng này thì em bán đồng giá nha các cô chú anh chị. Nói chung hình cây thì nó có rất nhiều hình cây, các cô chú anh chị mình ưng cái hình cây nào thì mình chốt cái hình cây ấy. Em cũng làm mã số nhưng mà cái giá tiền là đồng giá hết. Em bán đồng giá là 500.000 một giò. Em bán 500k một giò. Thì cái cây này rất là nhiều thân nhưng mà thì nói chung nó hơi bị lỗi với một ít cái lá. Đây, các cô chú anh chị, nó lỗi nè. Nhưng mà rất là nhiều thân. Đây, nó gần như muốn gấp đôi người ta rồi đó. Cây nó thuần hết rồi nha các cô chú anh chị. Mã số 1 500k. Nói chung đồng giá hết là 500k hết nha các cô chú anh chị. Đồng giá là 500k. Nhưng mà em quay mã số để các cô chú anh chị mình ưng cái mã số nào thì em gửi cái mã số ấy cho các cô chú anh chị mình vừa ý ha. Theo cái cách chọn của mình. Rồi, tiếp tục là mã số 2. Đây. Mã số 2. Rồi. Đây là mã số 3 các cô chú anh chị. Mã số 3. Tiếp tục là mã số 4 nha các cô chú anh chị. Mã số 4. Tiếp tục là mã số 5 nha các cô chú anh chị. Mã số 5. Nói chung các cái giò này nó cũng chín mười với nhau à. Cũng chín với nhau rồi các cô chú anh chị. Mã số 5.
liên tục là mã số 6. Mã số 6 các cô chú anh chị. Hàng này là hàng thuần hết rồi nha các cô chú anh chị, hàng Thái mà về Việt Nam là từ cây bót nhỏ xíu à, ở trồng 7-8 tháng nay, đợt này mới bắt đầu xuất. Mã số 6. Liên tục là mã số 7 các cô chú anh chị. Mã số 7. Có cây thì giờ đang lên con, có cây thì mới chuẩn bị thôi. Đây, mùa này là mùa sinh sản mà. Tiếp tục mã số 8. Mã số 9 các cô chú anh chị. Mã số 9. Dạ, liên tục là mã số 10. Mã số 10. Tiếp theo là mã số 11 các cô chú anh chị. 11. Dạ, tiếp theo là mã số 12. Mã số 12 cũng là mã số cuối cùng của clip hôm nay nha các cô chú anh chị. Mã số 12 cũng là mã số cuối cùng. Em bán đồng giá là 500k một chậu nha các cô chú anh chị. 500k một chậu. 500k một chậu. Đây, rồi. Đây. Cho cô chú anh chị mình xem lại cái mặt hoa thủy tiên trắng ha, hay là kiều trắng. Thì cái dòng hoa này á thì cho hoa vào mùa xuân nha các cô chú anh chị. Số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng ở phường 7 thành phố Tân An Long An. Xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh. Xin cảm ơn.